cùng Play-Doh tạo ra những kiểu tóc độc đáo nào. Thử sáng tạo những kiểu tóc cho riêng mình. Wow, những kiểu tóc thật đẹp. À, đau răng quá. Hãy nhờ nha sĩ Play-Doh kiểm tra răng miệng nè. Chiếc răng có vẻ sâu rồi, phải trám ngay chiếc răng ấy lại nào. Công việc này thật đơn giản, mở khuôn niềng răng xem nào. Răng đã thật xinh đẹp rồi đúng không? Trở thành nha sĩ thực thụ cùng Play-Doh, sở hữu ngay bộ tiệm làm tóc vui vẻ và bộ nha khoa dễ thương để sáng tạo nên những điều thú vị từ bột nặng Play-Doh các em nhé. Sản phẩm có bán tại hệ thống Makingdom trên toàn quốc.